Chị thấy bộ đề can này được không chị? Chị này chủ X6 ấy. Chị dán bộ đề can này đi. Chất nhất của đất luôn. Vâng, đổi màu ấy, nhà em dán đấy. Nhà em ngay Hyundai Hàn Quốc. Anh em chờ mình thì khách hàng tiềm năng. Nếu mà con X6 rồi chị, nếu mà chị X6 mà con gái dán màu này, nó là màu xanh đổi màu góc nhìn. Chị đứng góc này là chị nhìn thấy nó là màu xanh, nhưng mà đứng góc khác là nó sang màu vàng. Vàng ánh kim. Ngọt. Vàng con này à? Không ạ, con này là em xe em của khách, em dọn khách. Cái đề can là em quảng cáo chị cái đề can luôn. Chị đi tập đi, xong lúc nào chị qua em dán một con X6 đi chị. Đấy, khách hàng tiềm năng. Cháu em biết dán luôn rồi. Đẹp mà thì cái này rất đẹp luôn. Bộ xe, đây là con này là 15, xe nhỏ. Vâng. Tiếp theo trở lại với công việc. Ok anh em, hôm nay thì các bạn xem cái vlog này của con béo ô tô, nó rất nhiều thông tin bổ ích và kèo thơm cho anh em. Chúng ta hãy cùng xem hết cái video này đã nhá, để xem nó kèo thơm nó như nào. Và hôm nay mình sẽ review cho anh em một con R15V3 lên bộ đề can phản quang của siêu xe. Chỉ những siêu xe người ta mới lên. Thì tại sao hôm nay một con R15V3 đang được rất nhiều anh em cộng đồng mạng người ta phản ánh rồi nói nhất thế này thế kia, mà tại sao hôm nay lại được quay review mà lại lên bộ đề can chất như thế? Thì bây giờ chúng ta cùng đi đã nhá. Wow, túi này tiện nhỉ, rất tiện luôn. Ok anh em, và chúng ta hãy đi cùng xem. Đấy, các bạn thấy không, con này là màu xanh đổi màu, nhưng mà màu đổi màu nó khác hoàn toàn luôn, lên cái màu xanh kiểu xanh lục ấy. Anh em để ý những cái con Airblade mà mình lên ấy, Airblade mình sơn màu xanh lục ấy, thì cái màu xanh này nó là ánh vàng kim rất đẹp luôn, các bạn nhìn thấy không, camera nhìn thấy đấy, hai màu đổi màu theo góc nhìn luôn, và ánh da mà ánh màu vàng kim. Cái con này là những cái dòng xe sang người ta hay dán, chuyên dán cho ô tô ấy lên cả con đổi màu luôn. Ok, thì hôm nay mình đi review con này và mình sẽ nói cho anh em kèo thơm nó là gì nhá. Ok các bạn. Michelin Cross Chic 2 này. Và cái điều đặc biệt nữa là các bạn nhìn này, ở trong là không có cái hộp mà đựng vừa được một cái máy tính bảng. Ok đúng không anh em? Bây giờ anh em biết bộ số gẩy của con Winner XI nó to như nào rồi. Này mặt trong này. Ui, chống nước luôn hả anh? Chống nước. Túi này túi chống nước, chuyên cho chạy kiểu chạy turbo ấy. Đấy. Áo mưa rồi là tất cả các thứ mà anh em có thể muốn đút vào đều được. Thì bộ combo này là tặng, không bán đấy anh em nhá. Bộ combo này là tặng. Thì tặng cái này thì chúng ta hãy xem là làm gì, mua sản phẩm Michelin gì lại được tặng cái mũ và cái túi này. Chúng ta hãy trở lại sau cuối video mình sẽ đăng. Và đây là cái phụ tem mình muốn giới thiệu đến các bạn.
một bộ tem đổi màu của hệ thống quy đề can vừa thực hiện xong, cộng với là đi với tem rời. Tem rời là tất cả tem chữ Ngọc Long này, Doraemon này đều là tem phản quang nha anh em nhá. Nên tất cả bộ này đều là tem phản quang. Và cái bộ tem này là tem đổi màu, mà tại sao hôm nay mình quay review vì mình cam đoan với anh em luôn, anh em rất ít gặp ở trên thị trường một bộ tem như này. Vì tại sao? Vì nó giá trị nó rất là đắt, cộng với thêm là cái bộ tem này thì đa phần là những anh em ô tô như con phổ tớt vừa xong này đấy, hay như mấy con ô tô này dán lên. Vì tại sao? Vì tiết diện nó lên rất to và giá rất đẹp. Đây ví dụ camera có thể chiếu xa con Switch nhỉ, đấy con Switch màu xanh đấy, anh em thấy con Switch màu xanh không? Với một con Switch màu xanh đấy mà dán được một bộ tem này lên thì nó là cực kỳ là đẹp. Đấy là lý do tại sao mà ít anh em xe máy lên bộ đề can đổi màu như này đấy, vì là đúng nó liên quan đến vấn đề luxury ấy, giống như kiểu anh em mình đi quay gym loại 10 triệu 20 triệu thì không có lý do thì mình mua một con Vertu hơn 100 triệu, một con điện thoại Vertu mà đếch vào được mạng 3G 4G để mà xem tin tức hay là chơi game chơi nhất, đúng không? Còn những với anh em mà đi ô tô rồi thì anh em hoàn toàn có đủ tài chính để mua một con Vertu. Còn nếu mà anh em mình đi quay đi gym mà dùng những cái mắt thì nó chuyện bình thường, hoặc là 11 iPhone 11 ba mắt thì chuyện nó rất là bình thường. Đấy cũng như xe máy, bộ đề can này lên xe thì anh em để ý xem cái màu xanh này của nó này rất là đẹp đúng không? Màu xanh nhạt, xanh nó không phải như xanh gì, xanh tím đổi màu kia, màu xanh là kiểu ra màu xanh ngọc, nhưng đổi màu thì nó ra màu vàng ánh kim lên rất là nổi luôn. Đấy camera có thấy camera quay được đoạn đổi màu không? Có ấy. Chúng nếu mà ở thực tế các bạn nhìn ấy thì các bạn đứng một góc nhìn này, các bạn nhìn thấy một màu đề can khác, đứng góc nhìn khác lại nhìn ra màu đề can khác. Nên là tổng thể cái xe khi mà mình đi ở trên đường ấy thì là không phải phục vụ cho mình mà phục vụ cho những người xung quanh. Những người ta nhìn thì người ta ô sao con này đứng này rõ ràng lúc ấy nó là màu xanh, nó bây giờ lại là màu vàng kim này, nó rất là lạ ở cái điểm đấy. Thì với những bộ đề can này nó sẽ hợp với những dòng xe gì? Dòng xe sport, đa phần là dòng xe sport và dòng xe ga như SH này, như NVX này, như những dòng sport như R15, CBR các thứ. Vì tại sao? Vì là cái body này của nó rất là to, nó thể hiện được hết cái độ khủng khiếp của bộ đề can. Nếu mà như anh em đi quay đi tiếp dán bộ đề can này lên thì không đẹp đúng không? Hoặc là anh em đi X Center Winner dán bộ đề can này lên rất nổi. Đấy là cái gì? Vì là body nhựa người ta rất nhiều. Còn những anh em như kiểu W175 này, sói này, dòng CB105R hay là những cái dòng mà TVX nhựa nó ít thì bộ đề can này nó sẽ không được quá nổi bật. Nhưng với một con CBR này anh em, con R15 C3 này anh em nhìn thấy nổi không? Rất nổi luôn. Mà cái họa tiết các bạn để ý xem, cái họa tiết của nó lên không quá nhiều, không quá nhiều họa tiết cho một con R15 này. Vì tại sao? Vì là để làm gì? Cái điểm chính của nó là bộ nhấn đề can đổi màu này. Những họa tiết phản quang này chỉ phục vụ chúng ta cho quá trình buổi tối thôi. Buổi tối thì nó sẽ lên sẽ đẹp hơn. Đấy, đây là lý do mà hôm nay mình quay cái review cái này. Và với chiếc xe này, một chiếc xe trọn kiểm nhẹ nhàng, xe vừa mua lại, xe zin nguyên bản không có gì, thì chủ xe có lắp thêm là thứ nhất là cái cặp chống đổ này. Đấy, kèm thêm một con đèn trợ sáng thôi nhá các bạn nhá. Đây là điển hình của việc là lắp cọc cạch. Cọc cạch chỉ nhìn cái gì? Tổng thể xe nhìn nó sẽ không cân xứng. Camera đi quay ở đầu xe cho các bạn xem. Đấy, các bạn thấy không? Một bên có bên không. Đấy là lý do tại sao mình nói với các bạn là ui, bên vừa đang là ui rồi X6, X6, X6 X6 quá. Ui, nói thật, X6 chắc góc xinh này và dán bộ tem này nó đúng là chất nhất quả đất luôn. Chấm mẹ hết. Chấm hết, chấm than, chấm hết. Đấy. Và bộ này là lên bộ chống đổ này, xi nhan Spirit trước L14 quốc dân luôn. Đấy, các bạn thấy không? Đây là một cái cách đấu mà con béo rất thích đấu. Đấy là gì? Là mở điện lên đấy là đèn cái mũi tên sáng luôn, và chúng ta gạt xi nhan này nó sẽ nháy. Đấy. Có cách thứ hai là đấu 2 giây nó vào với nhau, khi gạt xi nhan lên cả mũi tên cả đấy đấu lại được. Nhưng chúng ta chỉ chọn được một trong hai thôi nhá. Và đây là tiếp theo là cái nữa là cái check hết. Check cái nước. Sản phẩm không thể thiếu được. Đấy. Thế cái nước sản phẩm không thể thiếu. Đấy, chủ xe cũng đã lên. Và tiếp theo nữa. Dàn đuôi chẳng có cái gì anh em ạ. Dàn đuôi thì chỉ là một cái phát biển 500 gập ra gập vào và chủ xe gập luôn hẳn vào trong thôi. Cái đặc điểm của cái phát biển 500 này là gì? Là nó tiện cho cái việc gập ra gập vào. Nhưng điểm lợi thế hơn sau khi mình lắp một thời gian cho các bạn rồi, mình thấy là gì? Nó úp vào gầm nó rất là gọn. Nếu mà anh em chỉ đút vào gầm, út rất là gọn và chắc,
Còn nếu mà anh em nào mà gặp ra gặp vào nhiều thì vẫn như cái câu chuyện cũ, cái lẫy của nó sẽ yếu. Đấy, nó sẽ không hợp lý. Nếu anh em thích cái công năng là gặp ra gặp vào, lúc gặp ra lúc gặp vào, dùng cái bát biển CNC cho mình nhá, đưa ra đưa vào nó chắc chắn hơn. Đấy, chạy yên tâm. Con này gặp vào từ rất lâu rồi này, cũng mềm luôn. Xi nhan sau thì sử dụng xi nhan L17 quốc dân. Đây, thiếu bộ nhông này, chỉ chủ xe chỉ lên mỗi bộ nhông 48 thôi, vì là xe cũ người ta mua đã bị mòn hết cái răng nhông rồi. Mòn hết răng nhông rồi. Để anh về anh phải hỏi bên đề can xem là bộ đề can cho X6 bao nhiêu tiền. Bên đầu phải có khách hàng tiềm năng. Rồi nó đùa con BMW và anh em bảo như con xe body nó to dán bộ đề can này để chấm hết luôn, nổi vãi luôn, đúng hơn. Đấy. Và đây là chiếc bộ nhông 15-48 chuẩn của R15V3, nhông của X1R, kèm thêm xích này là xích BID 428 Japan. Đấy, có phớt cao su đen nhá anh em nhá. Đấy, đây là dưỡng này các bạn này. Đấy, mình vừa rửa xe vừa mới dưỡng xích cho khách này. Đấy. Và tất cả anh em để ý nhá. Đây này. Đây cái điểm này là kỹ thuật viên mình đang dưỡng bị lỗi này. Đấy. Các bạn nhìn thấy không? Khi mà dưỡng ấy, chúng ta dưỡng thẳng nó vào, đừng để bị dưỡng ngang ra là nó sẽ bị vẩy ra này. Các bạn nhìn vẩy cái vành này. Đấy. Nó sẽ không khảm bám bụi đâu, nhưng mà nó sẽ bật hơn. Đây camera quay sát thế này. Cái này tí nữa mình về mình trước khi giao xe mình phải rửa xe, rửa lốp, rửa liếc các thứ, rửa sạch sẽ luôn. Đấy, bẩn này. Đấy, ở đây là cái mà mình sẽ phải nhắc nhở anh em kỹ thuật viên, khi mà dưỡng xích thì phải dưỡng thẳng. Nhà mình thì luôn luôn dưỡng thẳng rồi, nhưng mà có đôi khi là vội hoặc là các bạn ấy lơ đễnh trong công việc. Đấy, thì mình sẽ phải nhắc nhở lại việc đấy. Ok anh em, và chúng ta cùng quay lại con đôi lốp Philos Street Radiant 2. Nó khác hoàn toàn Philos Street Radiant 1, ở từ cái vân lốp đến chất lượng lốp đến tanh lốp, và chúng ta hãy cùng xem ở bên trong nó có gì nhá, và tại sao mà Michelin nó lại tặng cái quà khủng thế cho anh em khi mà anh em mua một đôi lốp 2.3 triệu được tặng một mũ bảo hiểm, được tặng túi chống nước rất là tận. Ok anh em, và chúng ta cùng đi xem kèo thơm của Michelin ra là cái gì nhá.